Năm Công nguyên 221, Lưu Bị dốc hết binh lực nước Thục đi đánh Đông Ngô báo thù cho người anh em kết nghĩa Quan Vũ. Hai nước Thục và Ngô đã triển khai một trận kịch chiến tại Di Lăng. Quân Đông Ngô với sự chỉ huy của Đại Đô Đốc Lục Tốn đã dùng hỏa công đốt doanh trại quân Thục dài đến 700 dặm, giết quân Thục xác nằm la liệt khắp đồng nội, sông suối, Lưu Bị đại bại phải lui về thành Bạch Đế. Trận chiến Di Lăng rất nổi tiếng trong thời đại Tam Quốc, có rất nhiều góc nhìn của các nhà chính trị, quân sự. Kênh Văn hóa Lịch sử xin cùng quý thính giả luận bàn về góc độ lãnh đạo, quyết sách của người lãnh đạo và vấn đề tự kiềm chế cảm xúc của người lãnh đạo cao nhất. Tình cảm là sự phản ánh tâm lý phức tạp của con người trong một điều kiện nhất định. Người lãnh đạo, nhất là người lãnh đạo cao cấp, gần như mỗi ngày đều phải có những quyết sách. Người giỏi tự kiềm chế tình cảm của mình, khiến tâm lý lúc nào cũng ở trạng thái bình tĩnh. Đó là điều kiện quan trọng để đảm bảo quyết sách của mình được đứng đắn. Do vậy, có thể kiềm chế tốt tình cảm của mình hay không, chính là vấn đề người lãnh đạo sử dụng tốt bản thân mình. Về mặt này, sự thật lịch sử của trận chiến Di Lăng đã cung cấp cho chúng ta nhiều gợi mở. Điều quan trọng nhất là phải lắng nghe ý kiến người khác. Nói chung, khi đầu óc con người bình tĩnh, thì việc nghe những ý kiến khác mình rất dễ dàng. Trái lại, khi quá căng thẳng, thì những ý kiến khác mình thường rất khó chấp nhận. Năm Công nguyên 219 là năm Lưu Bị ở đỉnh cao của sự nghiệp. Ông chinh chiến đến năm 59 tuổi, rốt cục đã bình định được cả một vùng Tây Nam rộng lớn, có trong tay hơn 100 vạn binh mã tinh nhuệ. Triết gia Hy Lạp Aristotle từng nói, người khi đắc ý nhất thì sẽ có chuyện bất hạnh nhất ập đến. Chính lúc đó ông nhận được tin người anh em kết nghĩa vườn Đào Quan Vũ bị Đông Ngô giết chết, vùng đất quan trọng Kinh Châu mất. Tuy buồn, nhưng nguyện vọng muốn khôi phục nhà Hán, xưng đế của ông vẫn sôi sục trong lòng. Lúc bấy giờ, nhà Ngụy Tào Tháo vừa mất, con trai Tào Phi mới lên nắm chính sự đã soán đạt đế vị của nhà Hán, khiến kẻ sĩ trong thiên hạ đều bực tức, tình thế nước Ngụy đang bất ổn. Phía Đông Ngô, dù đã xưng thần với Tào Ngụy, nhưng đôi bên ai cũng có âm mưu riêng, không ai tin tưởng ai. Giang Đông trong ba nước là nhỏ nhất, đang bị thế cô lập, hai mặt bị kiềm kẹp, chỉ cần đưa đại binh tới áp sát biên giới, thì việc đánh bại Tôn Quyền sẽ không thành vấn đề. Hoàng đế nhà Hán đã không còn, Lưu Bị với tư cách hoàng thúc lên ngôi hoàng đế, dựng cờ quang phục nhà Hán, trước tiên phạt Đông Ngô, kế đó phạt Ngụy, chẳng phải danh chính ngôn thuận sao? Tình thế lúc đó hoàn toàn có lợi cho Lưu Bị, ông tự đánh giá mình quá cao và đang sốt ruột muốn lên ngôi hoàng đế, nên lập tức khởi binh đánh Đông Ngô với lý do báo thù cho nghĩa đệ Quan Vũ. Lưu Bị xưng đế, thuộc hạ của ông tất nhiên sẽ được thăng quan, tấn tước, mọi ức chế trong họ đều lên đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ được bình tĩnh, Triệu Vân và Tần Mật là trong số những người này. Triệu Vân phân tích với Lưu Bị về mối tương quan giữa ba nước Ngụy, Thục, Ngô. Nói rõ, kẻ thù chủ yếu của Thục chính là Tào Ngụy, chứ không phải Đông Ngô. Vì vậy, cần tiếp tục duy trì liên minh Thục Ngô chống Tào Ngụy. Lưu Bị đã không nghe lời khuyên của Triệu Vân, thậm chí còn bài xích và loại ông khỏi danh sách các tướng tham gia phạt Đông Ngô. Tần Mật là người học rộng, trí nhớ giỏi, am hiểu thiên văn, địa lý, ông đứng dưới góc độ khuyên can Lưu Bị, là thời cơ xuất binh chưa tốt nhưng cũng bị Lưu Bị quở phạt nhốt vào khám. Lưu Bị bỏ qua lời khuyên can, hành động theo ý của riêng mình. Sau thất bại tại đại chiến Di Lăng, lui về thành Bạch Đế, Lưu Bị cảm thấy xấu hổ nhưng bản thân không nhận thấy được sai lầm của mình, quy sự thất bại đó là do ý trời. Gia Cát Lượng có than một câu, nếu Pháp Hiếu trực tức Pháp Chính còn sống thì có thể ngăn Chúa Thượng không mở cuộc đông chinh. Và chúng ta sẽ không gặp nguy hại như thế này. Tại sao lúc Lưu Bị có ý định đông chinh mà Gia Cát Lượng lại không khuyên can? Điều này có thể giải thích rằng Gia Cát Lượng lúc bấy giờ đầu óc cũng rất phức tạp. Phương châm lấy Kinh Châu làm bàn đạp, đoạt Ích Châu, Liên Ngô chống Tào, tạo thế chân vạc. Rồi từ Kinh Châu và Tây Xuyên chia binh hai đường tấn công Trung Nguyên, tiến tới thống nhất thiên hạ. Đây chính là đối sách Long Trung khi ông và Lưu Bị gặp nhau ở Lều Tranh. Nay Kinh Châu mất, kế sách của Gia Cát Lượng đã bị phá sản một nửa. Nhân đây, Lưu Bị đích thân thống lãnh ba quân thảo phạt Đông Ngô, đoạt lại Kinh Châu, thậm chí mở rộng chiến quả hơn, đâu phải việc Gia Cát Lượng không muốn. Lưu Bị thảo phạt Đông Ngô báo thù cho Quan Vũ, chẳng qua chỉ là một cái cớ. Mục đích thật sự chính là Lưu Bị muốn thống nhất bá nghiệp. Về việc này, Gia Cát Lượng hiểu rõ Lưu Bị hơn ai hết, nên ông có một niềm hy vọng rất to lớn và ký thác vào việc chiến thắng của Lưu Bị. Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, tác giả vì không muốn Gia Cát Lượng bị mất thể diện trong sự kiện này, nên đã thêm tình tiết Gia Cát Lượng dẫn quần thần gặp Lưu Bị để can gián. Kênh Văn hóa Lịch sử luận bàn. Qua việc hành xử theo cảm tính của Lưu Bị trong việc thảo phạt Đông Ngô, việc Gia Cát Lượng một nhân vật đại trí, mà trong giờ phút quyết định như vậy vẫn để tâm lý cầu may chiến thắng lý trí của mình, đủ để thấy người lãnh đạo, bất luận sáng suốt tới đâu, một khi mất bình tĩnh, tự mình khó ý thức được, khó tránh khỏi những quyết định sai lầm do mất bình tĩnh.
Do vậy, làm người lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cấp cao, cần tôi rèn việc quản trị cảm xúc, không để cảm xúc lấn át lý trí.